Hello, hello, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang, chuyên về bông trang. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần. Em sẽ quay giới thiệu đến cả nhà cái vườn bông trang Thái. Lá nhỏ đủ màu nha cả nhà. Cả nhà xem video rồi mua cây ủng hộ tiếp shop em ạ. Thì ở đây là có đủ màu luôn. Thứ nhất là màu đỏ. Thì ở đây em sẽ có bông trang là Thái đỏ. Rồi trang lá hẹ. Trang Thái. Trang Thái đỏ đây ạ. Đây là hàng phía bên đây. Rồi, em sẽ qua phía bên đây là bông trang hồng phấn và bông trang màu vàng nghệ. Đây là cây màu hồng phấn lá nhỏ nha cả nhà, tất cả đều là lá nhỏ. Bên đây là màu vàng nghệ, trang vàng nghệ một cốt. Đây, tất cả đều là một cốt hết ạ. Còn những anh bên đây là trang lá hẹ, trang kim. Cái cốt ảnh to lắm nha cả nhà. Trang lá hẹ, trang kim. Cốt rất là to. Chủ yếu là mình mua bông trang là lựa cái thân cho đẹp nha cả nhà. Còn cái tàn á, tàn nhánh đồ xung quanh là mình có thể chủ động được nha cả nhà. Mình chủ động cắt tỉa, mình muốn tàn nhỏ thì mình tỉa nhiều, mình muốn tàn lớn thì mình để cho ảnh cứ đâm chồi ra tược. Chủ yếu là cái thân, lúc cả nhà mua cái thân cho đẹp, cái thân cho khỏe, cái gốc khỏe. Còn anh bên đây là cái vàng, bên đây là trang vàng nghệ. Vàng này là ảnh đang lên nụ ạ. Đây cả nhà xem cái hàng này. Cái hàng này ảnh đang lên nụ. Còn hàng trong này là ảnh vừa nụ vừa bông nè. Cả nhà thích loại nào thì em sẽ lấy loại đó cho cả nhà. Đây, anh này ảnh đang có nụ. Rồi ảnh lên bông luôn. Mà bông thì rất là đặc biệt nha cả nhà. Có bông là ảnh sẽ xác suất ảnh đột biến nè. Ảnh lên sọc. Đấy, sọc. Sọc đỏ như vậy nè cả nhà. Cả nhà cũng có nghe nói là lan đột biến. Rồi trang đột biến là những cái mà gọi là đột biến. Đột biến thì ảnh sẽ thu hút được giá trị thị trường cũng như là khách hàng đó. Bây giờ em đi tiếp tục đến cái lô trang trắng. Trang trắng lá nhỏ, tất cả đều là lá nhỏ. Trang trắng đây, trắng đó thì ảnh chậm lớn hơn một chút, nhưng mà cái gốc anh cũng rất là to luôn. Đây là lô trang trắng. Lô trang trắng nè. Tại vì ảnh lên bông á, thì ảnh không có nuôi cái thân ảnh khỏe được. Thành ra em cắt bông. Cắt bông quá chừng luôn nè cả nhà. Phải tỉa bông bớt để cho nuôi cái thân. Xem cái gốc cái thân gì nè. Để nuôi được cái gốc, cái bộ rễ, cái thân đẹp là mình phải tỉa bớt bỏ bông nha cả nhà. Nó bông như vậy nè, em tỉa còn sót nè. Mình phải tỉa bớt bông để ảnh nuôi cái thân. Nuôi cái thân cho khỏe. Bông trắng này ảnh cũng xây bông lắm. Mà mình phải tỉa như vậy mới nuôi được cái thân như vậy nha cả nhà. Đấy. Còn anh trong này là anh trang cam lá xoắn. Cũng là lá nhỏ nhưng mà cái lá anh sẽ xoắn hơn cái loại Thái thường này của mình. Đấy, cái loại Thái nè, ở trong này là cây màu vàng vàng ta Thái thường nè. Còn anh này là vàng nghệ. Cái màu anh sẽ tươi hơn. Vàng ta một cốt không à. Anh này vàng nghệ, anh này vàng ta. Anh này là cam. Cam lá xoắn một cốt. Một màu cam. 5 cánh, 6 cánh là chủ yếu nha cả nhà.
Bông trang thì thường 4 cánh mà cái này là ảnh 5 cánh, 6 cánh, thấy thương lắm luôn. Mà cái cánh đó là ảnh, những cái cánh ảnh nằm cái lưng của từng cánh ảnh nằm chen lên nhau, thấy thương quá. Ảnh khác cái loại thái nhỏ bình thường này, cánh ảnh nằm liền kề nhau, còn cái này là cánh ảnh nằm chen lên nhau. Rồi đến bên đây là trang vàng lá xoắn. Trang vàng lá xoắn cũng 5 cánh, 6 cánh không nha cả nhà. Đây cả nhà xem nè, 5 cánh. Anh này thì anh 6 cánh. Thấy cưng quá, có hộp luôn. Cây này mua gì là mình có hộp làm giống luôn. Chừng có đó là một cốt không, 5 cánh. Rồi em sẽ quay trở lại cái lô bông trang lá hẹ, trang lá hẹ, trang kim. Cả nhà xem cái gốc nè, gốc quá đẹp luôn. Đó là cái gốc một cốt gì đó cả nhà. Gốc này là từ 3 cho đến 4 tấc. Xem cái gốc này ít nhất cũng phải 1 năm mấy à. Đó. Mình lấy ngẫu nhiên một cây cho cả nhà xem. Cái gốc quá đẹp. Rồi qua bên đây là em sẽ giới thiệu đến cả nhà cây trang là những hình đỏ anh vàng lá xoắn tiếp tục nè. Và lá xoắn này là vàng nghệ, vàng nghệ một màu quá đẹp, gốc cũng rất là quá khứ luôn, quá khứ cái gốc, cái gốc quá khứ cái gốc luôn. Góc mà cái bông màu quá đẹp nha, xem cái màu, màu vàng nghệ rất là tươi. Rồi tiếp theo em giới thiệu đến cô chú anh chị lô bông trang tím sen. Đây là màu tím sen, ảnh lên màu rực hết luôn. Tím sen thì ảnh đậm hơn hồng phấn. Tím sen được cái là ảnh xây bông lắm luôn. Cả nhà xem cái cốt của ảnh đó. Rồi đây là cái bông của ảnh. Bông màu quá tươi. Đây là lô màu tím sen nha cả nhà. Tím sen này cái bông ảnh xây lắm. Cả nhà thích cái cây ở phút thứ mấy cứ chụp màn hình rồi inbox Zalo giúp em. Em sẽ chọn đúng cái cây đó cho cả nhà. Em giới thiệu cây nào là em bán ngay cây đó cho cả nhà. Này màu vàng mẹ nè, cái cốt của anh. Một cốt hết luôn. Những cây này mua về là cả nhà chân là đẹp liền luôn, có bông liền, đẹp liền luôn. Này là màu cà rốt. Cà rốt cái này cũng thấy thường quá. Cả nhà xem cái màu rất là tươi, màu cà rốt. Màu cà rốt với màu vàng nghệ này là ảnh một họ. Này anh này đi một cặp. Ảnh một họ, cái màu ảnh rất là tươi. Cà rốt nữa nè cả nhà. Đây, cà rốt. Một cốt. Đây là màu vàng. Màu vàng cũng một cốt. Một cốt khoảng.
cốt. Quá khứ cái cốt luôn. Thoát thân như vậy là khỏi phải chê. Cỏ quá trời. Rồi tiếp tục, đây là màu cà rốt tiếp tục nữa, mà cái gốc của anh này thoát thân thẳng đứng. Dáng này là dáng thẳng đứng. Cây cũng có các thế, các dáng hết nhân nha cả nhà. Quá tuyệt vời. Màu cà rốt rất là tươi. Màu này là rất là tươi. Trong nhà mà cái nhà trưng thứ nhất là một cây màu cà rốt, một cây màu vàng nghệ là hết sảy luôn. Màu rất là tươi. Hai anh này là một cặp. Còn hàng bên trong này là tím sen tiếp tục. Tím sen là ảnh xây bông lắm cả nhà. Cả nhà thích màu tím sen là khỏi phải chê luôn. Anh xây bông mà cái cốt anh cũng rất là đẹp. Như cái này là dáng bonsai à, gốc anh cái này dáng nghiêng bonsai. Cô chú thích cái này thì cứ inbox Zalo giúp con ạ. Anh chị nào thích cái này cũng inbox Zalo giúp em. Khách nào chốt trước thì em gửi ngay cái này. Nhiều cây, rất nhiều thế, nhiều dáng. Cô chú anh chị thích cây nào là em sẽ rửa ngay cây đó. Cái này cũng là màu cà rốt mà cái ảnh đủ nắng, ảnh lên hai màu luôn. Cô chú xem nè, ảnh lên hai màu thấy thương quá. Như cây này, cái cốt của ảnh. Cô chú nhìn cái cốt là thấy mê liền. Còn cái bông thì khỏi phải chê rồi. Cái bông là ảnh cho bông xuyên suốt luôn. Đây là vàng nghệ tiếp tục ạ. Toàn bộ đây là trang lá nhỏ ạ. Còn anh này là vàng chanh vàng ta ạ. Đủ màu luôn ạ. Anh này là vàng trang thái vàng ta mình. Cái màu vàng ảnh lợt á. Màu vàng lợt. Cốt. Đây những cây trang lá xoắn. Cội. Lớp này rất là cội luôn. Tuyệt vời. Rồi, con xin cảm ơn cô chú đã xem cái video con giới thiệu cái lô trang thái đủ màu. Em cũng xin cảm ơn anh chị đã xem cái video em giới thiệu lô bông trang thái đủ màu. Và em cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi ủng hộ kênh YouTube của em trong thời gian qua và những khách hàng đã mua hàng ủng hộ bên shop em. Cuối video em xin kính chúc cô chú, anh chị và các bạn là luôn dồi dào sức khỏe, rồi bạn sự như ý, luôn bình an trong cuộc sống và luôn nâng cao tinh thần phòng chống dịch. Chúc cả nhà sức khỏe. Bye bye cả nhà. Bye bye.